hello cô chú anh chị, hello cả nhà ha. Thì bữa nay ngày 25 tây tháng 7 ha, trại bò Phong Ba Tri hai xin kính chào cô chú anh chị nha. Đó thì bữa nay trước mắt cô chú anh chị mình là hang được 3B lở nha cô chú anh chị. Đó. Thì anh chị em nào có nhu cầu mua bò cứ liên hệ ha, số điện thoại để trong màn hình nha. Địa chỉ của trại là xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre nha cô chú anh chị. Ha. Số điện thoại là 0378 709 707 nha. Đó, Zalo của trại luôn nha cả nhà. Đó thì hai con bò được 3B này bữa nay giá cũng cực kỳ yêu thương cô chú anh chị. À, con này con ngoài đây hen là 1m2 nha cô chú anh chị ha. Còn con bông á, con bông nó là 1m17-18 gì cô chú anh chị mình nha. Hai con nó lứa bò cô chú anh chị. Hai con bò này tầm tháng tuổi nay khoảng chừng 9 tháng tuổi cô chú anh chị mình nha. Đó thì trước khi xem cô chú anh chị cho em một like và đăng ký nha. Có động lực làm video nhiều tí cô chú anh chị nha. Đó thì anh chị nào có nhu cầu mua bò cứ alo liên hệ nha. Đó. Giá cũng cực kỳ yêu thương thì rồi cho em vài giây em giới thiệu hen. Thì sẵn đây em giới thiệu cô chú anh chị là em có mở cơ sở 2 là chuyên bán bò đực 3B và đực thóc kem hen, cũng như ở em để tên đầu clip á. Thì ở ngã địa chỉ là ở ngã Ba Thị Trấn luôn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bến Tre cô chú anh chị mình nha. Đó, anh chị cái nào cũng muốn mua đực thóc kem 3B á thì anh chị đến trực tiếp tại Đồng Tháp, An Giang gì đó ha, đến trực tiếp trại địa chỉ trên, mình xem bò trực tiếp và mình mua ha cô chú anh chị ha. Hỏi qua điện thoại, qua máy ha, thì mình coi tận mắt mình ưng nào mình mua nấy nha cả nhà. Đó, rồi ha, thì tiếp tục trả lời với vấn đề hôm nay. Bữa nay hang đực 3B lở này cô chú anh chị ha, thì trại bán giá công khai cho cô chú anh chị, báo giá công khai cho cô chú anh chị mình luôn. Thì hang bò đực lở này trại bán cho cô chú anh chị là 47 triệu nha cô chú anh chị. Đó, giá công khai 47 triệu nha. Đó thì anh chị nào có gì theo dõi nha. Theo dõi ưng cứ alo cho em ha. Hai bò 9 tháng tuổi cô chú anh chị. Khá là pin bọng, lực lắm. Rồi ha, em sẽ quay cụ thể chi tiết từ con cho cô chú anh chị mình xem ha. Đây, sải đầu cô chú anh chị ha. Sải đầu. Sải lưng ha. Bò này nói chung khá là nó liền bò. À, chủ nhà các nhà cạc tiền chủ nhà bán cô chú anh chị mình nha. Đó, chân cẳng nè, móng nè, rất là khéo ha. Đó, súng đạn nè cô chú anh chị. Hai con bò này tất cả là dòng 2 hết nha cô chú anh chị, F2 hết nha. Đó, xem qua con đi. Đó, đất nè, bò chân ghê. Đó, chân cẳng nè ha, chân trước chân sau nè. Đó, chân móng sọ đứng thẳng anh cô chú anh chị mình nha. Đó thì tại vì đối với cái chủ nhà người ta càng tiền ta bán hen, thì anh chị nào có nhu cầu mua cứ liên hệ nha. Đó, sải đầu nè, bò miệng mồm ăn uống giỏi lắm cả nhà. Cả nhà thấy cả nhà biết rồi hen, uống là biết ăn uống giỏi rồi. Đó, rồi con thứ hai cô chú anh chị. Con thứ hai thì ba bê bông hen, đầu sừng. Sái tích thì đây, sái tích cũng đúng luôn cô chú anh chị ha. Sái tích nè, sái lưng nó nè, cô chú anh chị mình thấy ha. Đó, mặt nè, miệng mồm nè. Đó, chân cẳng móng rồi cô chú anh chị. Móng trước, móng sau rất là sò hết nha. Đó nè, súng đạn nè. Đó, hai con này là F2 hết nha cô chú anh chị. Đó, xương sóc nè, chân cẳng rất là ngon. Đây, đó. Mình lực lắm. Xe qua con, đi. Đi, xe qua. Thục thật. Bố nu nè, hang bò sứng của anh chị nè. Mặt mày nè, con này thì hơi sừng tí nha cô chú anh chị. Bị ba bê á, ba bê nó hay có sừng lắm. Bị lứa bò. Đó. Chân cẳng móng trước móng sau là rất là ngon nha cả nhà. Đó. Móng trước sau hen. Ít thì con nào nó cũng dữ dội. Nè, em đứng quay xa quay giờ gần này cô chú anh chị mình nha. Đó. Này em đang đứng thiệt là xa luôn á. Thì tiền này của nấy nha cô chú anh chị, giá cũng cực kỳ yêu thương. Thì anh chị nào có nhu cầu mua cứ liên hệ ha. Thì đó thì bên trại bán bảo ship 200 cây số nha cô chú anh chị ha. Đó, là đất nè. Đất nào nó chản chản luôn nha. Đó. Bò nói chung khá là đẹp nha cô chú anh chị.
bò này về anh chị này có cỏ rác á, mà có cỏ rác, nguồn cỏ rác có bỏ vô nuôi quanh quanh bò này đây tết lan không được chứ anh chị ha. Đây tết lan cặp bị cho giá bèo thôi, nói thiệt cho giá bèo khoảng chừng cặp 80 triệu thôi cô chú anh chị, con 40 thôi đó. Đây tết 5 tháng nữa rồi cô chú anh chị ha, thì mình nuôi rai rai thì mình nói chung lời nhiều em không hứa, nhưng con kiếm 50 triệu thôi chắc được cô chú anh chị ha. Đó thì đây hai bò ba bê lứa ha, em sẽ quay sơ lại cho anh chị ha. Mặt mày nè, đầu cổ nè, hai con ha. Con kia ba bê bông nha cô chú anh chị ha. Đó. Con này thì ba bê đen, cũng có bông chút xíu bông bụng như thế nè, đó. Đây, đó ha. Đây. Tích nè. Tích chà bá lửa cô chú anh chị ha. Chạy qua con, đi. Đít nè, cả nhà thấy bao bây lỡ nó đít nè, đít ghê gớm, đít lưng đó. Đó để em lấy hết hình hai con á, hai con à. Em ngồi rất là xa nha cô chú anh chị ha. Đó thì clip cũng dài cô chú anh chị ha, thì em clip cũng dài ha, thì giá cả chiều cao cũng quá cô chú anh chị mình rồi ha. Thì em cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ nhiều thời gian theo dõi và ủng hộ Trại trong thời gian qua ha. Trại cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị clip ngày mai tiếp tục nha. Xin lỗi quên nữa cả nhà, đối với những bò như thế này thì đã hiện tại là đã có chích ngừa viêm da nổi cục, lông mòm, lá móng, tụ trùng ha cho mình hết rồi, thậm chí cả sổ lãi, sổ sáng lá gan cho mình hết luôn ha. Anh chị cứ việc về bỏ cỏ là nuôi thôi ha. Rồi ha, thì anh chị nào có nhu cầu ưng cứ liên hệ ha, số điện thoại để hình ha. Đó rồi, chào tạm biệt cô chú anh chị ha, hẹn gặp lại ngày mai tiếp tục nha cô chú anh chị. Rồi chào.